Xin kính chào anh chị đã cùng quay trở lại với kênh mua bán xe cũ chính hãng của nhóm xe cũ Văn Thắng và em là Minh Long. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tháng 12 anh chị, cũng là một cái tháng cuối năm. Thì em Long xin chúc tất cả cô chú anh chị đang coi cái video này có một tháng mới thật là tràn đầy năng lượng, có thật là nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc để có tiền mua xe ủng hộ cho nhóm xe cũ Văn Thắng anh chị nha. Ở video này thì em sẽ cập nhật nhanh thôi, em sẽ cập nhật giá bán cũng như là những cái mẫu xe đang có mặt tại Toyota Tân Cảng để cho anh chị mình xem qua và chúng ta lựa chọn những cái xe phù hợp nhất với cái nhu cầu gia đình. Thì rất là trộm vía anh chị, trong cái hàng xe mà từ nãy đến giờ em Long có quay thì cũng đã có một vài chiếc xe là do cô chú anh chị thương quý mến ủng hộ nhóm xe cũ Văn Thắng, rất là tuyệt vời, cảm ơn anh chị một lần nữa rất là nhiều. Thì chúng ta quay trở lại với chủ đề chính trong video lần này. Thì đầu tiên là chiếc Fortuner phiên bản máy xăng một cầu 2017 anh chị. Xe này thì anh Thắng anh đã giao dịch thành công anh chị nha. Đó, xe này thì bán rồi, sáng nay sẽ là đi ký công chứng anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã tin tưởng nhóm xe cũ Văn Thắng. Và tiếp đến bên cạnh nó sẽ là chiếc Fortuner phiên bản máy xăng đời 2022. Xe này thì sẽ có một cái món quà rất là đặc biệt của nhóm dành tặng cho anh chị nào mà ủng hộ nhóm nha. Thì anh chị đang quan tâm dòng máy xăng đi gia đình rất là hợp lý anh chị, xe đang mang nước sơn màu bạc thì liên hệ với nhóm xe cũ Văn Thắng chiếc xe này 968 triệu đồng anh chị nha. Giá thì nhóm sẽ luôn luôn cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho anh chị, nhưng mà thường thì thiên hướng của nhóm em sẽ là đem tới cho anh chị một chiếc xe nó hoàn hảo, nó hoàn chỉnh nhất. Thì anh chị cứ lên coi xe đi, còn vấn đề giá cả chúng ta sẽ ngồi với nhau và chúng ta bàn bạc anh chị nha. Tiếp đến là chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2020 mẫu mới anh chị. 2020 thì nó mẫu mới, nó giống như là cái dòng đời của 21-22 đây. Thì đối với chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 825 triệu đồng anh chị nha. Máy dầu số sàn. Bây giờ hiện tại số sàn nó không còn xe mới nữa anh chị, nó chuyển qua là số tự động hết rồi. Thì anh chị nào mà có thích cảm giác lái số sàn thì chúng ta xem qua chiếc này. 69.000 cây anh chị, đời 2020. Mẫu mới anh chị nha, màu bạc. 825 triệu đồng anh chị nhé. Rồi tiếp đến, đây là một chiếc xe cũng là quốc dân của bên em và bán rất là chạy. Innova số tự động đời 2018 anh chị. Xe này thì bên em cũng đang có chương trình ưu đãi rất là tốt. Đợt trước là bên em bán 590, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ có cái chương trình thật là tốt cho chiếc xe này. Cô chú anh chị nào đang cần tìm Innova số tự động thì liên hệ với em Long chiếc xe này nhé. Xe này thì đi cũng khá là ít anh chị, 76.000 cây. Gốc của nó là ở 49. Rồi tiếp đến là chiếc Innova đời 2022 màu trắng, xe đang mang biển số vàng, chất xe đi 84.000 cây. Thì xe này là xe kinh doanh. Đó, xe này là xe kinh doanh nên là nó đi hơi nhiều so với là cái đời 2022. Nhưng mà anh chị nào mà biết xe thì chúng ta không quá quan trọng về cái số km đâu anh chị. Innova nó chạy tới 300-400.000 cây là chuyện bình thường, thoải mái, anh chị chỉ cần bảo dưỡng đều. Và chúng ta đi xe kỹ là được. Thì xe này bên em cũng đang có chương trình giảm giá rất là tốt anh chị nha, rất là tốt luôn. Cô chú anh chị cứ lên coi xe, lái thử xe. Về phần giá cả, nhóm xe cũ Văn Thắng sẽ luôn luôn cố gắng hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất để anh chị có một chiếc xe nó hợp lý. Tiếp đến là chiếc Fortuner máy xăng số tự động một cầu. Thì xe này là do em Long bán này anh chị nè. Xe này thì anh khách sáng nay lên đóng tiền để ký công chứng anh chị nha. Màu đồng anh kim rất là đẹp, 13.000 cây, máy xăng một cầu. Rất là đẹp luôn anh chị. Xe này thì do em Long bán. Rồi tiếp đến là chiếc Toyota Rush. Chiếc này thì mới nhận cọc ngày hôm qua. Cũng là do nhóm xe cũ Văn Thắng giao dịch luôn anh chị. Rất là tuyệt vời. Phải nói là cảm ơn anh chị rất là nhiều đã thương mến và ủng hộ nhóm xe cũ Văn Thắng trong cái thời gian vừa qua. Thì chiếc xe này bên em cũng đã bán rồi anh chị nha. Bên em bán chiếc xe này để em nhớ cái giá coi. Xe này thì bên em bán 525. Nhưng mà có một cái giá chốt rất là hợp lý cho anh khách ha. Tiếp đến là Innova số tự động anh chị. Con này thì là màu đỏ. Xe này thì sẽ hơi kén khách một tí xíu, bởi vì anh chị sẽ phải chọn được cái màu xe nó phù hợp với phong thủy đúng không ạ. Màu đỏ thì nó hơi kén khách. Xe này đi 107.000 cây. Xe đi nhiều nhưng mà chất xe nó rất là cứng. Và giá bán hiện tại của xe này bên em đang chào bán là 595 triệu đồng anh chị nha. Đời 2018 bản Venturer, bản cao của dòng Innova, có bộ body kit này, rồi phim cách nhiệt, những cái phụ kiện cơ bản để chơi xe là đã được trang bị đầy đủ hết rồi anh chị. Màu đỏ, em còn một chiếc màu đen nữa đời 2019 anh chị nhé. Xe thì đang dọn, chưa có trưng bày lên đây. Phần nội thất là ghế da này anh chị, rất là đẹp.
đời 2018 phiên bản Venturer anh chị nha. À, anh chị có thể tới và có xe trực tiếp ha, để có một cái mức giá tốt nhất. Còn chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 595 triệu đồng anh chị, vẫn còn hỗ trợ ngân hàng được luôn anh chị nha. Dạ rồi, tiếp đến là những cái chiếc xe mà mới vừa về và đang trong quá trình dọn thì em Long cũng sẽ quay và gửi tới cho anh chị luôn. Thì chiếc này đang là chiếc Toyota Vios phiên bản G anh chị, phiên bản cao nhất của Vios đời 2022. Thì rất là nhiều anh chị mình thích cái form dáng của 2022 anh chị nè. Ở phần đầu xe trông nó sắc cạnh hơn, nó sắc nét và nó đẹp hơn là cái form giống như con cá chê của 23, 24 anh chị. Đó, đây là xe gia đình anh chị nha, biển số trắng, gốc Đồng Nai, 60.000 cây anh chị. Và giá bán của nó là 470 triệu đồng, xe mới về anh chị ha. Xe này thì bên em chưa có dọn và chưa có vệ sinh. Rồi tiếp đến là chiếc Fortuner máy xăng một cầu anh chị nha. Xe này thì đời 2015 và mang nước sơn là màu đen. Xe này thì đi được 85.000 cây rồi anh chị. Và giá bán của chiếc xe này đang là 500 triệu đồng tròn. Cô chú anh chị nào mà đang yêu thích cái form của Fortuner mẫu cũ thì em có chiếc này, máy xăng anh chị nha. Máy xăng thì đi rất là êm. Anh chị mình đi gia đình rất là hợp lý, và tầm giá 500 triệu anh chị có ngay một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, khỏe khoắn mạnh mẽ. Xe này mà anh chị lấy về mà đi Tết, đi về quê anh chị là đúng bài. Đó, rất là đẹp và chạy rất là êm anh chị nha. Xe mới về thì bên em chuẩn bị cho vệ sinh rồi anh chị, thì em sẽ quay sơ cho anh chị mình coi phần nội thất ha. Con này là máy xăng một cầu, bộ ghế da này anh chị này, từ hồi đó cho tới bây giờ vẫn giữ nguyên được cái nét mộc mạc của một chiếc Fortuner. Đồ chơi là lên không có nhiều anh chị ha, vẫn đang giữ tất cả mọi cái là zin hết anh chị. Bộ ghế zin này, trần zin này, màn hình giải trí là đầu Pioneer thôi. Đây, em rất là thích cái chiếc xe này ở cái điểm đó là cái phần vỏ xe anh chị. Đó, anh chị thấy không, cái vỏ căng đét luôn anh chị ơi, vỏ cực kỳ là dày và rất là mới, và đát vỏ đang là đát của cuối 2023 anh chị nha. 2015 85.000 cây anh chị. Đây anh chị coi vỏ trước này, rất là dày, rất là đẹp. Xe màu đen. Cô chú anh chị nào mà đang hợp và đang thích màu đen, em có chiếc này, Fortuner máy xăng 2015 anh chị nha, giá là 500 triệu anh chị. Dạ rồi, tiếp đến là chiếc Fortuner máy dầu số tự động đời 2022 anh chị nha. Xe đang mang nước sơn màu bạc, cũng là một chiếc xe mới vừa lấy về bên em. Chất xe thì đi loanh quanh đâu đó khoảng tầm 24.000 cây anh chị. Và giá bán hiện tại đang là 980 triệu đồng, rẻ hơn xe mới đâu đó khoảng tầm 130 triệu anh chị nha. Rất là tiết kiệm luôn. Cô chú anh chị nào mà đang quan tâm dòng máy dầu số tự động thì đây, em có chiếc này, rất là đẹp luôn anh chị, màu bạc, form dáng mới đây. Đèn là full led anh chị nha, bi projector phía dưới là có cảm biến va chạm này. Rất là đẹp anh chị ơi, một chiếc xe phải nói là rất là cứng. Đây, phần vỏ xe anh chị. Rất là dày. Vỏ này thì chắc chắn là vỏ zin theo xe rồi, chắc xe đi ít mà anh chị. Vỏ trước, vỏ sau đều là vỏ zin theo xe hết nha. 980 anh chị. Đây có tem nhắc bảo dưỡng luôn. Xe thì mới về, nó sẽ hơi dơ một tí xíu, anh chị thông cảm giùm cho em Long nha. Nhưng mà chúng ta nhìn sơ bộ ghế này, bộ ghế còn rất là căng và rất là mới anh chị. Rồi chúng ta sẽ được trang bị thêm là màn hình giải trí Android, có camera hành trình, rồi gương chiếu hậu chống chói tự động, đề nổ start stop và lên xuống kính tự động cả 4 vị trí anh chị nha. Không gian nội thất của Fortuner thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái rồi. Gầm cao đi rất là khỏe. Trần này vẫn đang là trần nỉ zin theo xe luôn anh chị này. Xe gia đình thì thường sẽ là trần nỉ anh chị nha. Xe này thì anh chị mình lấy sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 130 triệu đồng so với xe mới. Và dĩ nhiên chiếc xe này bên em vẫn sẽ còn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị nào quan tâm mình mua trả góp nha. Fortuner máy dầu số tự động anh chị, 980 triệu đồng đời 2022 anh chị nha. Tiếp đến là chiếc Fortuner máy xăng 2 cầu đời 2015 anh chị. Xe này thì sẽ phục vụ cho nhu cầu anh chị nào mà hay đi tỉnh và đi những cái cung đường mà nó hơi xấu một tí xíu thì chúng ta lấy hai cầu thôi anh chị, chúng ta chuyển qua hai cầu chúng ta đi cho nó khỏe. Xe này thì đời 2015 và chất xe đi 122.000 cây, mang nước sơn là màu trắng. Phiên bản này là phiên bản TRD anh chị nha. Giá bán là 505 triệu đồng. Thì hồi nãy em có một chiếc màu đen mới về, còn chiếc xe này thì đã làm đẹp xong xuôi hết rồi anh chị. Rất là đẹp, bên em làm rất là kỹ về phần đồng sơn ở phía bên ngoài nè. Rồi về phần nội thất ở phía bên trong bên em làm rất là kỹ anh chị. Bảo hành cho anh chị 1 năm về động cơ và hộp số ha. Cam kết cho anh chị là máy móc là còn nguyên zin nguyên bản. Đây bộ ghế. Phía bên trong này sẽ là full đen hết anh chị nha. Bộ ghế sẽ là ghế da full đen, có màn hình giải trí là đầu Android và có camera hành trình cho anh chị mình. 505 triệu đồng cho dòng máy xăng 2 cầu.
thì nói hai cầu nó sẽ hơi tốn xăng. Thì điều đó là đúng, nhưng mà nếu như bình thường anh chị mình sử dụng xe, anh chị mình cứ để chế độ một cầu, anh chị mình chạy cho em long thôi. Chừng nào mà đường xấu quá thì anh chị chuyển qua hai cầu anh chị chạy. Chứ không nhất thiết là khi nào cũng phải chạy hai cầu anh chị, bởi vì chạy hai cầu sẽ là chế độ chạy rất là chậm, nên là anh chị mình yên tâm. Đây, mâm của nó cũng có sự thay đổi rồi anh chị, khác với cái mâm bình thường. Đây là mâm của phiên bản TRD, rất là đẹp anh chị nha. Rồi, cái phần vỏ xe này anh chị cực kỳ là dày. Rất là dày luôn anh chị. Phía sau phần đuôi xe chúng ta được trang bị một bộ body kit. Chỉ có ở trên phiên bản TRD Sportivo mới có được cái bộ body kit này thôi anh chị nha. Trong cái phần thân xe nó rất là hầm hố anh chị. Đây, vỏ rất là dày. 505 triệu đồng anh chị. Những cái xe như thế này thì bên em sẽ không còn hỗ trợ ngân hàng được nữa, bởi vì nó đã quá đời rồi anh chị nha. Nên là cô chú anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ là mua tiền mặt đối với những chiếc xe mà dưới đời 2017 anh chị ha. Form dáng này, lưới tản nhiệt được mạ chrome rất là sáng, rất là đẹp. Vâng, thưa anh chị, vừa rồi là một vài những cái chiếc xe đang có mặt tại bãi xe của Toyota Tân Cảng. Thì em Long cũng sẽ quay sơ và báo giá cho anh chị mình rồi. Còn trước mặt anh chị đây đang là xe mới anh chị nha. Nên là cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu chúng ta đổi xe, lên đời xe thì có thể xem sơ qua xe rất là nhiều anh chị. Vios, Innova, Cross, Fortuner, rồi có cả Hilux nữa, rất là nhiều xe. Thì hiện tại đối với xe cũ đã qua sử dụng thì em còn Sedona này anh chị, Sedona máy dầu bản full. Rồi còn Innova màu đen. Rồi sẽ về thêm Innova số sàn 2017. Rồi về thêm Fortuner máy dầu số tự động nữa. Nói chung là về rất là nhiều xe. Sắp tới em sẽ lên clip liên tục để cho cập nhật tới cho anh chị mình. Xe về rất là nhiều để phục vụ nhu cầu đi Tết đó anh chị. Thì cô chú anh chị nào mà coi video này lựa chọn cho mình được những cái chiếc xe mà trong cái hàng xe này thì liên hệ với nhóm xe của Văn Thắng nha. Hoặc là anh chị muốn kiếm xe như thế nào thì có thể gọi và kiểu như là chúng ta đặt trước anh chị. Cứ xe về là tụi em báo, xe về là tụi em báo, để cho anh chị mình không có bị chậm nhịp ha. Xe bên em bán thì cũng khá là nhanh, nên là tốt nhất là để cho bên em hỗ trợ cho anh chị báo thì nó sẽ là nhanh hơn là anh chị mình coi video. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Em Long cũng xin phép được dừng video ở đây. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã ủng hộ nhóm xe cũ Văn Thắng. Và xin chúc tất cả cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc, và chuẩn bị đón một cái năm mới an khang thịnh vượng anh chị nha.